Thưa quý vị, sáng nay vùng áp thấp trên khu vực giữa của Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ chiều nay 13 tháng 10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông cách đảo Song Tử Tây khoảng 130 km về phía Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều mai 14 tháng 10, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Bình Định khoảng 190 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông. Sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên mức cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Tại khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 khiến cho biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, huyện đảo Cù Lao Chàm, có gió đông bắc đến bắc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Và từ chiều ngày 14 tháng 10 trở đi, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10 khiến cho biển động mạnh. Với hướng di chuyển như đã dự báo của áp thấp nhiệt đới, ngay từ chiều nay, phần mây đối lưu phía tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới đã bắt đầu tác động và gây mưa diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Bình Định. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, kết hợp với khối không khí lạnh ở phía bắc và nhiễu động trong đới gió đông sẽ gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to cho hầu khắp các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và cả Tây Nguyên. Do có mưa nên nhiệt độ ở các khu vực này trong ngày mai giảm đáng kể. Vùng từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên, nhiệt độ đều phổ biến trong khoảng 26 đến 29 độ. Với các tỉnh thành phố còn lại của miền Trung là khu vực từ Hà Tĩnh trở ra đến Thanh Hóa, chưa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và bão, nên trong đêm nay và ngày mai không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, đêm nay có mưa một vài nơi, ngày mai trời nắng, đến chiều và tối mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ngày mai ở Nam Bộ vẫn cao, dao động từ 31 đến 33 độ. Trong khi miền Trung, Tây Nguyên mưa lớn thì ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu, nên đêm trời nhiều mây hơn, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng 28 đến 30 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.